Quý vị khán giả, tôi là tên là Nhi, mẹ của Lan Phương. Hiện giờ tôi là đã về hưu rồi. Một công việc lớn là thỉnh thoảng chăm cháu ngoại. Chăm cháu ngoại. Cô ấy muốn khoe ra rồi, tôi cưng khoe. Ngày xưa là mẹ em là giáo viên dạy mẫu giáo. Thế cho nên là bây giờ là coi như là chăm cháu. Về hưu rồi nhưng mà vẫn được thể hiện cái nghề ngày xưa của mình bằng việc chăm cháu. Ủa chị Phương bây giờ là mẹ chị đang ở ngoài Hà Nội hay là ở trong đây sống cùng với chị? Mẹ chị hồi đó, hồi chị mới sinh thì là mẹ chị sống ở ngoài Hà Nội. Dạ. Thì là có giúp chị trông cháu lúc mà chị đi quay ấy. Còn bây giờ thì ông bà lại vào lại đây. Trong cái khoảng thời gian sau này là em làm gì để cho khán giả có thể biết được không ạ? Em vẫn là diễn viên. Nhưng mà 2 năm gần đây thì em đóng phim ngoài Bắc nhiều hơn. Có em bé. Cái đó rất là đặc biệt đúng không? Em bé thì em được 17 tháng rồi. Con gái. Con gái tên là em thấy rồi, rất là xinh xắn. Cảm ơn em. Dạ. Nói chung là gia đình Phương hiện đây đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn vào trong Nam để gặp ông bà, cho bé gặp ông bà, với lại tham gia cái chương trình để cho khán giả trong Nam đừng có quên. Dạ. Không biết là cái thời thơ ấu của chị Phương như thế nào, cô Nhi có thể chia sẻ cho vị khán giả cũng như là con với chị Thủy được biết. Thì ngày xưa thì bao cấp ấy, yeah. Đúng là tin tức mọi cái thì nó không có biết nhiều á, yeah. Thế thì mình với chồng xong thì cũng 3 tháng sau cũng chẳng thấy có con, yeah. cũng khái 1-2 tháng thì không sao nhá, 3-4 tháng, 5-6 tháng cũng sợ, yeah. Thế là mọi người bảo đi kiểm tra đi, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo không làm sao, yeah. Thế bảo ông chồng kiểm tra đi thì chẳng biết có ông đi khám không, nhưng mà chỉ biết là chỉ biết là bạn bè mách cái sao ấy, yeah. Thế tối nào cũng ngồi nhai 10 cái viên thuốc, thế sau đó lại uống cái rượu nữa, xong rồi rượu gì đấy bảo là bố bảo là uống rượu ngâm với rễ cau, yeah. Thế tối nào cũng uống như thế, thì mình cũng không biết là vì sao cả. Chuyện này con mới biết. Thế là khoảng 7 tháng sau, yeah. Mình nhớ cái hôm là mùa hè mà ông chồng thì dạy đại học mà ông đi coi thi ở trong Nghệ An ấy, yeah. Sau khi đợt coi thi đó thì về nhà, tới ngày hôm sau là bắt đầu là mình thiểu bút á. Thế thế, yeah. Sau đó thì lúc đó thì mình không có biết là mình có thai, mà chỉ biết là kể mẹ là chắc là bị sao đó, thế mà đi cắt thuốc ấy, thuốc đông, yeah. Thuốc nam á, để uống cái cây rễ cây thôi chứ không có uống cái thuốc gì khác, thế là uống cái đó thì cứ uống thôi. Thế xong mọi người cứ bảo hay làm sao nhỉ, không làm sao cả, nhưng mình không uống thuốc mà cũng không thuốc tây gì cả. Hay sau đó một tháng sau thì kiểm tra thì có thai rồi. Thì là trải qua rất là nhiều thử thách gian nan, yeah. Là 7 tháng trời phải không? 7 tháng trời. 7 tháng trời. Và chị Phương là người con gái đầu tiên. Là nhà mình có bao nhiêu anh chị em? Nhà có hai, có Phương với cả em trai. Còn em trai. À là có Phương là coi như thông suốt rồi đó, là coi như thêm được. Sau đó là thông suốt nhiều luôn. Nhiều vậy hả? Thông suốt nhiều luôn hả? Cô ơi, bây giờ cô có thể kể cái kỷ niệm cũng như là cái lúc khó khăn mà khi mà đi xin chị Phương á, là nó có cái kỷ niệm gì mà cô nhớ mãi không? Nhớ hôm đấy là đi làm về á. Mình đi làm xe đạp á, yeah. Xe nhà cách 3 cây số, thế mình, yeah. Về đến nhà xong lúc ấy hôm mới về sớm 4 giờ, yeah. Chiều. Thế là bụng to lắm rồi. Nhưng mà lúc đó không hiểu sao mình lại không về nhà luôn, mình đặt xe đến nhà một cái cô ở đấy, có một cái cô mà chuyên đưa báo á. Yeah. Đến nhà cô cách đấy phải hơn 1 cây số, đặt xe nhà cô đặt báo phụ nữ. Xong rồi về nhà tắm rửa xong một cái, thế ngồi lên giường nó tự nhiên nước ốc cái ra. Dạ. Mà hồi đó không có biết gì hết đó. À, nó kêu là vỡ nước ối đó. Nước ối, dạ. Đó, mà, dạ. Không biết gì cả, thay đồ xong lúc sau về mình lấy cái chăn, cái chăn mỏng đó mình quấn ở dưới ngồi. Nó chảy quá trời ra. Dạ. Em cũng sợ chứ. Và mẹ chồng ở đấy cũng chả dám hỏi mẹ chồng. Gọi thằng em út, em là chồng lúc đó khoảng hơn 10 tuổi á. Dạ. Và tiến cho gọi mẹ chị xuống đây cái. Dạ. Thì lúc nào lên thì mẹ cũng biết là chắc là vỡ ối rồi. Dạ. Mình đâu có hiểu từ vỡ ối là gì đâu. Thế là mẹ xuống cái và thôi thôi đi bệnh viện. Mà lúc đó có ba chị Phương kế bên không ba dạy trên trường mỏ, trên Thái Nguyên cơ, nghĩa là sinh mà một sinh mình một thôi, mình thôi. Yeah. Thế là hai bà thuê xích lô, hai bà chở hai bà hai bên và mình ngồi ở giữa. Thế là hai bà chở lên trên chỗ trạm y tế đó, yeah. Ở trên chỗ Hai Trưng á, là bao nhiêu cây số mà đi xích lô chị? Mà cái ông xích lô đó là rất khỏe đấy, chở ba người phụ nữ. Tức là cách đó chị mơ ở chỗ vào đúc bao nhiêu cây số nhỉ? Chắc khoảng 3 cây nhỉ? 3 cây. Nhưng mà lúc mà đường có đi bằng đường nó sâu là cái đường á, là nó đường gặp gỡ gà này. Gặp gờn nhiều đường không? Đường thì là đến ra đến đường cái thì nó sáng, nhưng mà trong xóm á, trong xóm nhà mình cái đường nó không gập ghềnh. Dằn sóc như thế này bây giờ phương sinh ra nó có lì không ấy chị? Nó có lì lắm, mà múa may nhiều đấy chị, là từ hồi trong bụng là đã. Đó, hèn chi múa. Ừ, múa may xong diễn viên cũng tưng mà. Nó tưng luôn. Trời. Có đau bụng không mà? Không đau, chỉ vỡ ối thôi, không có đau. À. Lên đó lên bệnh viện thì nằm đến 2 giờ sáng. Cứ nằm đây không, xong bác sĩ bảo là nó còn quát rồi chứ. Sao các chị này đi đẻ mà lại cứ ngủ. Thực ra không ngủ được đâu, mắt nhắm thôi. Mắt nhắm rồi không ngủ. Không, nhưng mà không đau hay chị. Là một chiều, 5 giờ chiều đi nhá, mà đến 2 giờ sáng họ mới kéo dậy, họ bảo là dậy tiếp nước cứ một giọt nước và một cơn đau. Nhưng cơn mà đau. Cái lúc mà sanh xong rồi thì là sanh êm thắm, mẹ con được rước về không, nằm chung với nhau. Không, cái thời đó không có nằm chung.
mà họ đưa con chỉ cho mình xem mặt con thôi, hay sao họ đưa đến cái phòng riêng mà nằm trên, mình nhớ là thấy thương ghê á, mà cái bàn thì như băng ca mà inox ấy, nó lạnh lắm. Dạ, rồi bao nhiêu lâu thì mình mới được ôm con mình về? Thì cứ đến giờ, cứ hồi đằng xưa cứ đến canh nhanh canh ken cái làm chạy vội chạy vàng lên cái ghế ngồi, xong là họ đưa để cái xe ra để cho em bé bú. Ấy sao bây giờ bé bé bú xong cái là họ lại đưa xe vào cái phòng của chăm sóc trẻ. Dạ. Ngày xưa nó khổ đúng không? Nó đeo số đúng không chị? Có đeo theo số. Không phải phun là dán đây. À, dán bên trán đó hả? Dán cái này lúc mình về nhà mình bóc mãi ra còn sức rồi. Hai hôm sau thì bố về, bố về đến nhà thì mọi người hồi đó đâu có điện thoại mà gọi đâu. Thế là bố về đến nhà bảo là chị đi đẻ rồi. Thế là bố lên trên bệnh viện nằm thì trong phòng có hai người. Một người kia thì béo mập mà tóc xoăn mà đen. Thế xong con mình ở bên này thì nó trắng, thì thời xưa mình đẻ xong thì nó gây cái gây á, nó cái tóc của Phương thì nó cũng nhiều. Hay là cái con này này. Dạ. Đấy, nó gây vào thì bố đến mà chứ không phải con mình rồi, con bà kia là tóc bà xoăn. Và anh nhìn lại xem là bà ấy đen thui chứ còn trắng tinh này. Không phải tóc bà xoăn, bố cứ không nhận mà khi các con người ta hay sao ấy, nhầm con. Thực ra là nó có cái tên đây rồi, bây giờ vẫn kể là vẫn đùa với ông ấy đấy. Nhưng mà Phương nè, nghe mẹ kể cái chuyện mà nhầm, con nhầm vậy đó. Cái tự nhiên trong lòng mình có nghĩ là ấy chứ không biết có nhầm gì, không biết mình có phải con lớn lắm, không phải con thì không, cũng em giống hệt của mấy em mà. À giống hệt hả? Hai người đập cái mặt lại là cái là hai cái là cái điểm chung giữa cái là sao cái mặt em. Không, nhưng mà cái vụ mà nhầm con á mà ngày xưa chị có nghe ba mẹ chị kể lại cho chị không, hay là ngày hôm nay chị mới được thật nghe câu chuyện đó? Thật ra là bố mẹ chị kể lại theo kiểu là đùa thôi, đùa kiểu thôi. Là hồi đấy là cứ nghĩ là nhầm, nhưng mà thật ra là hồi đấy là bố mẹ cũng hay đùa cái kiểu là không phải con của mình rồi, con của bà gánh phân gánh gì ở ngoài đấy. Yeah. Thì hồi đấy thì là lúc đó thì chị cũng cảm thấy hơi tổn thương một tí vì không nghĩ là có phải là mình là con đẻ hay không. Lúc đó mình mấy tháng thì mình đi làm và mình phải đem con mình theo cái chế độ nghỉ như thế nào? Hồi đó là nghỉ 2 tháng rưỡi, sau đó thì đi làm thì cháu ở nhà với băng bà thôi. Đến 5 tháng mới quyết định là cho ôm con theo. Đèo sẽ đạp đi theo mẹ 5 tháng, tức là bạn nó có một cái cúi bằng sắt ấy, nó hàn như cái giường, như cái nôi nhỏ ấy, buộc vào cái chằng vào cái xe đạp đó. Sau đó thì mẹ thì lấy mảnh áo mưa xong mẹ khâu lên thành như cái màn, nó trùm lên này cho con khỏi nắng khỏi mưa. Nắng thì trùm cái khăn lên, còn mưa thì áo mưa che từ lại. Nhà mình đến cái trường là bao nhiêu cây số? Khoảng hơn 3 cây. Nhưng mà mấy tháng thì là lại có bé thứ hai hả? Thứ hai thì lâu hơn, 8 năm. À vậy là Phương 8 tuổi mới có bé thứ hai. Thế Phương có phải phụ mẹ không? Hay lúc đó chỉ có rong chơi gì thôi? Dạ, Phương tuổi lắm. Tôi có 8 tuổi thôi, trẻ con mà. Nhưng mà ở riêng thì đâu có ai dặn. Hồi xưa trẻ con tã nó không như bây giờ, có bỉnh như bây giờ. Toàn phải màn á. Phải màn xong là đóng cho em bé, một đêm thì thay hết bao nhiêu cái. Nhưng mà buổi sáng này ra là Phương phải dạy bà con là giặt cho mẹ. Giặt bằng cái tã xô đó, tã cho em đấy. Mà không thì không gớm hả? Không, ta đái thôi, còn ta kia là có khi có người khác đến giặt. Hay là tháng nào Phương là giặt một chậu. Trời ơi, con nó đồng. Mấy tuổi? 8 tuổi hoặc là 3. Xin qua đây, cái chuyện hấp dẫn nè, qua đây. Trời ơi, chị. Mấy tuổi là phải giặt tả? 8 tuổi. Mẹ đẻ xong là Phương là 8 tuổi đấy. Đâu là biết giặt tả. Trước khi đi học là Phương phải giặt cho mẹ. Mẹ mắc phải kiêng mà, mùa đông mà hay lạnh mẹ kiêng là con giặt cho mẹ. Là sáng nào con ra con quậy sạch hay không thì không biết, thì biết là con ra con nước giặt sạch không? Nước thì cháu cũng tã đái thôi, thì là nó cứ giặt nó cho cháu nước thì cứ kiểu gì còn sắc thế. Thì đấy cái là bớt cái mùi. Thế là bớt cái mùi để tã cho em. Em còn nấu cơm nữa cơ. Thế rồi hồi 8 tuổi là Phương phải nấu cơm nữa, từ lúc cái mẹ mới đẻ xong mà, cho nên là em phải nấu cơm. 8 tuổi từ hồi đó là nấu một bếp dầu quá. Bây giờ cũng dặn con là con vo gạo xong rồi con cho vào đấy con đốt xôi, rồi con ngồi đấy con chờ là đảo cơm xong nó cạn thì con vặn bếp dầu nhỏ xuống cho mẹ thì nó chín. Thì nhưng mà bếp dầu thì vặn nó xuống lúc đấy thì nó thấy nó nhỏ thật, nhưng mà lúc sau thì nó hồi lại thì con đâu có biết. Đây là con đi chơi, con ở hàng xóm thì hai nhà thì có một cái mảnh đất không á, thì có nhiều cỏ, có hoa, có cây, có bướm, có châu chấu á. Thế là con ra đùa với bạn ngoài đó thì mẹ nằm trong phòng nghe thì khét chạy ra thì nó cháy hết nửa nồi cơm này. À, là cái kỷ niệm đúng không? Có bị đòn không? Không. Có bị đòn không? Đổ đi xong lấy cơm khác mà hỏng ở cái xoong nó đen tui. Bây giờ chị tính được nó làm khét bao nhiêu lần? Không, chỉ nhớ có một hai lần gì đó là hết. Đó rồi. Chị Phương, lúc mà chị là chị hai á, chị có nhớ cái ký ức đó không? Lúc đấy chị chỉ nhớ một số kỷ niệm, nhưng mà nhớ kỷ niệm làm ngã em thôi, ví dụ thế. Làm ngã em à? Bế em xong rồi làm rơi em xuống. Làm rơi. Cái câu chuyện đấy là em giấu mẹ em cho đến tận đến như mới gần đây em mới dám thú nhận. Tôi nghĩ là trong đầu một đứa trẻ 8 tuổi em vẫn biết cái chuyện đó rất là khủng khiếp. Em còn ngồi trên cái hiên nhà của thằng bạn thân của em ấy, đấy hai nhà cách nhau có một cái khoảng đất ấy. Đấy là hai đứa ngồi chơi này, em bé thế này này mà chẳng hiểu làm sao em tuột tay, thế là em bé nó rơi xuống mà hoảng hồn luôn. Thế sao không biết phải làm sao, xong bé là ôi chị xin thôi, chị thương gì đấy, xong rồi không dám nói mẹ.
Nhưng giấu mà may à. Là em không bị làm sao. Chứ nếu đúng mà rồi. Bị làm sao mà không nói mẹ, đến gần đây mới dám nói những cái chuyện mà mình biết là mình sai ấy. Sợ là không cho em chị mà có coi chương trình này chắc thù chị lắm luôn á. Chị kể nó rồi. Kể rồi hả? Cái là rồi, thái độ của em chị em sao? Em chị với chị được cái là như hai đứa bạn thân ấy. Nên là cái gì cũng kể với nhau. Có những chuyện là chị không kể với bố mẹ mà kể với nó. Hoặc là nó cũng chỉ kể với chị, không kể với bố mẹ. Nhưng mà em chị là con trai con gái em chưa biết. Trai. Trai hả? Con trai. Đến cái tuổi nào thì Phương mới bắt đầu suy nghĩ biết là mình thích cái gì? Vào cấp 3 là mẹ là thích múa rồi. Là mẹ biết múa và mẹ thích múa. Là dạy múa cho con từ bé. À vậy vậy là đã được học từ nên nhỏ. Là 3 tuổi em đã 3 tuổi ở sân khấu rồi. Thì mẹ năng khiếu từ mẹ. Thế là mẹ dạy múa từ bé. Thế là chúng ta là múa thích lắm mà múa dẻo, biết múa. Mẹ còn nhớ là lúc mà em 8, 9 tuổi rồi đấy em có đi thi chương trình Mẹ duyên dáng vẫn khỏe ngoan thì là em cũng đã rất là thích kể chuyện và lúc đấy là còn kể chuyện giọng ba miền cơ. Có giải gì không chị? Có là gì? Cô cho con hỏi là trong lúc mà chị Phương học múa có những trở ngại, những trục trặc gì mà chị Phương phải gánh chịu không? Cái này thì để chị kể. À chị kể hả? Bởi vì cái này là sự tổn thương đầu đời. Sao chị kể nghe coi. Hồi đấy là em rất mê múa. Lúc nào chị mơ làm diễn viên múa, lúc nào chị mơ ước đứng múa ba lê rồi quay rồi làm gì cũng múa. Nói chung là bị điên cuồng vì múa. Thế xong rồi em xin mẹ em cho em thi trường múa ở thành phố Hồ Chí Minh. Là con lên đấy thi mặc dù là tuổi đã hơi quá vào cái giai đoạn đó là 12 tuổi. 12 tuổi, 13 gì đấy. Thì lại như em cũng được đậu vào hệ 7 năm. Cũng nghĩa là cũng là một cái hệ cũng tốt rồi. Và em mơ, em sung sướng, em hào hứng em. Nhưng mà cuối cùng bố mẹ em bảo không, không được cho đi học. Em khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Mà tại sao không cho chị đi học? Sao? Thì vì bố thì mẹ thì có thể mẹ cũng chiều con, nhưng bố thì cương quyết. Tức là không cho làm nghệ thuật, em nhất quyết không cho đi. Thì mẹ cho đi thi, để thi thử thôi cho con biết thôi nhá. Thì là không ngờ con thi xong thì các cô bảo là cho cháu hay không hay 7 năm đi. Thì bé nó rất có năng khiếu. Cuối cùng có học múa được năm nào không? Dạ không chị, không thì cho không đi. Cho mà. Tức là một năm trời học lớp 8 ở trường Nguyễn Đình Tàu đó là Phương không viết cái trường trong cái nhãn vở. Đúng rồi. Lúc nào nó cũng hy vọng là bố mẹ sẽ đổi ý và cho con đi lên Sài Gòn để nó điền cái trường ở Sài Gòn. Cái hồi đi thi múa đấy mà không được đi học đấy. Thì Phương mất mùi không ngửi được. Có thể là vì em bị sốc thế nên là nó ảnh hưởng đến cái dây thần kinh nào đấy. Khám đấy thì bác sĩ bảo là bác sĩ chỉ nói là không nói là họ không biết cái vụ mà không được đi múa. Thế sau này thì mình nghĩ ra là có thể nó bị sốc cho nên là bị mất khứu giác. Không giác. Có thể thôi chứ có. Mà bây giờ chị có còn hửi được không? Không, chị bị mấy năm thôi. Mấy năm đấy, đại học đấy, hết đại học và đại học đấy. Chứ nếu mà vậy là đỡ tốn dầu thơm, không có xài dầu thơm. Hồi đấy là đủ cái, có nghĩa là chị vào toilet thì chị không thấy mùi gì là chị có thể vào bất cứ cái nhà toilet công cộng nào là không thấy mùi, không thấy một cái mùi gì cả. Nhưng mà có điều là khi ăn ấy, là mình mà nhắm mắt là mình không biết mình ăn gì. Bởi vì là không... Mà nó có ngon miệng không? Nó chỉ tạo ra là đắng chua ngọt cay thôi, không có một cái cảm giác gì. Bởi vì là cái khứu giác nó rất là quan trọng với lại cái cảm nhận đồ ăn. Đúng rồi. Rồi còn cái ghê nữa, cái nguy hiểm nhất đó là nếu mà mình ở nhà một mình ấy mà có lửa cháy hay khét là mình không biết. Đấy, sợ không biết luôn. Không thể ngửi thấy. Đúng rồi, tự hết thì là mình chữa trị chị. Nó trở thành thói quen của chị luôn, thành ra chị chấp nhận cái điều đấy. Thỉnh thoảng trong một ngày á, là sẽ có được khoảng 1-2 phút bị mất. Thở được, 1-2 phút là ngửi lại được. Là chị chạy khắp nhà, chị hít tất cả mọi thứ. Trời ơi. Bởi vì lúc đấy nó giống như là khi mình không có, mình mới cảm thấy nó quý. Em ơi, 1-2 phút có mỗi lần nó đến một cái là mình chạy hít đồ ăn thôi. Sau hết, 1-2 phút sau lại biến mất. Bất chợt vậy hả chị? Thấy chị kỳ quái, chị giống như hành tinh lạ. Chị rất là kỳ quái luôn. Chị học từ sân khấu là ngày xưa cái giọng Bắc nó hơi khó hòa nhập á. Chị có gặp khó khăn gì khi mà vô trường sân khấu đó không? Lúc vào thì không gặp khó khăn. Lúc mà đi làm ấy mới là khó khăn. Bởi vì hồi đấy là mọi người còn chưa kiểu cởi mở, mọi người chưa chấp nhận cái giọng Bắc nhiều ấy. Nên là chị đã bao nhiêu lần đi casting này, xong rồi đến xong bảo em nói giọng Nam đi, xong mình nói một hồi xong kêu Phương. Chị nhớ cái mình có cái lúc là mình làm cái phim gì đó là Phương nói tiếng Nam chung với chị đó mà. Là sau lúc đó là em đã có công việc rồi. Còn cái thời gian em mới tốt nghiệp cơ. Mới tốt nghiệp 2 năm mới tốt nghiệp là gần như là không có công việc. Phương phải nói rằng là một cái đứa con rất xinh đẹp, rất giỏi giang, nhưng mà ở nhà cũng là một đứa con ngoan. Xin lỗi, không có đâu. Không có chuyện ở đâu. Ai cũng có cái sai lầm, ai cũng có cái nghịch ngợm của mình hết. Và chủ yếu không nói ra thôi. Nhân chương trình ngày hôm nay, cô muốn hỏi cô Nhi là ở nhà chị Phương có cái tật xấu gì không? Hay là chị Phương có cái tật gì từ đó giờ mà làm cô phiền lòng không? Không, cái phiền lòng thì không phải là về cái gì, về hư mà Phương nó như này. Trong lòng nó lúc nào có từ thiện á. Nhớ hồi đó là
cho tiền đi ăn sáng, toàn giúp tiền được từ thiện cho người nghèo. Đi ra đường mà cho gặp ai nghèo, cái ai đấy ăn xin hay vé số, cái là cho luôn. Mà bây giờ chỉ còn cái tật đó không cô? Bây giờ thì chắc ít hơn, có con nghèo ít hơn. Dạ. Hồi đó chưa lấy chồng thì trong Sài Gòn nó vẫn làm nhiều mà. Dạ tướng con hay lát em xin. Lát em xin. Thôi toàn những đó buổi sáng ấy, mấy cái trao đồng tiền nào đấy là bắt đầu con đi. Có hôm 1 giờ chiều không thấy con về cả, mẹ hết hồn luôn, không biết con đi đâu, đi học đúng về. Thế mẹ đọc xe đi tìm thì hóa ra con ngồi với bà già, người ta ăn xin á. Thế con cứ ngồi thủ thỉ với người ta ở đấy. Mà tâm sự luôn, cho người ta tiền mà ngồi tâm sự luôn. Biết mà con đâu hiểu được, đấy đâu phải những tạm cạm bẫy á, đâu có phải là người nghe ăn thật đâu. Dạ, vậy ngoài những tật xấu đó, Phương còn tật gì nữa không cô? Còn cái tật nữa là, tức là Phương thì ngày xưa nó chăm học quá, cho nên là nhiều khi á, không biết nấu ăn. Bây giờ không biết nấu ăn luôn. Phương, mẹ không vậy. Thậm chí những cái rau không biết nha, nhiều cái rau hồi học đại học rồi không biết nhiều các loại rau không biết tên cho nên không biết tên rau luôn. Vậy bây giờ sao này, bây giờ ở nhà chị biết nấu ăn không? Rồi. Bây giờ chị biết nấu ăn với điều kiện là gì? Với điều kiện là có cái hướng dẫn nấu ăn là chị cái gì chị cũng nấu được. Dạ cái đó ai làm cũng được thôi nha. Chứ chị không có nhớ được, tại vì là một món phải làm 10 lần mình mới nhớ, còn đây là mình làm 1-2 lần xong rồi mình thôi thì mình làm món khác thì mình không bây giờ nhớ. Chị nấu món tây hay món ta? Chị nấu món nào cũng được. Không? Trừ cá, đừng bảo chị cắt cá, đừng bảo chị chặt gà, đừng làm những cái chuyện đấy thì được. Đừng bảo chị nhặt rau. Tại sao vậy? Em sợ nhặt rau, em sợ sâu lắm. Sợ sâu lắm. Mà tại sao chị quen được chồng chị bây giờ? Thì là chị đi ra Hà Nội quay phim thì vô tình gặp anh ấy. Ủa, anh là nghề gì chị? Anh ấy làm về bên khách sạn. Khách sạn. Anh là người nước nào chị? Anh ấy là người gốc Anh mà sinh ra ở Úc. Ở Úc. Vì vậy là có khả năng là đến một lúc nào đó phải theo chồng chứ đúng không? Theo chàng dì Vinh. Cái đấy bọn em cũng chưa nghĩ đến nhiều. Vì chồng em ở đây cũng là vì biết là em thích công việc thích của mình. Công việc của mình. Cái cảm giác là ngày đầu tiên á mà cô gặp anh chàng ngoại quốc đó thì cái cảm giác của cô như thế nào? Thật ra anh ấy về nhà mình ở Vũng Tàu. Sau này thì mình cũng không hối về cái chuyện chồng con nữa. Đó. Yeah. Ủa thật duyên, nó phải duyên mà. Yeah. Yêu đâu phải là dễ đâu. Lấy nhau mà có duyên nữa. Thế làm một lần thì nó đưa về Vũng Tàu. Có giới thiệu gì trước không cô hay là muốn ập cái đưa không, về? Không có, có trước đó có quen, có nói chuyện với mẹ là hay là chị này thì không giấu cái gì hết. Đấy, yeah. Thì hay kể là thế nào kia kể là sau đó thì đưa về. Về Vũng Tàu thì ăn cơm, thì sau đó thì mình hôm đấy là Phương lái xe về mà. Lái Sài Gòn thì mẹ cũng có việc lên đấy thì mẹ ngồi cùng ô tô. Dạ. Thì trên đường đi mình mới hỏi nó là... Mẹ nhớ thế, con không mẹ nhớ. Mẹ mới hỏi nó là tại sao mày yêu con tao cái gì, cái gì vậy, sao mày yêu con tao? Mà mày nói tiếng Anh hả cô? Tiếng Anh, cái lắm câu, con nhỏ thì nói được. Dạ. Thế xong rồi nó nói gì này dịch. Nó mới nói là để cháu thấy kiểu cô là một cô bé, kiểu một cô gái rất là nó hay dùng từ nhiều, bây giờ không nhớ, hay là mới thánh thiện với một cô bé, rất là một cô gái rất thánh thiện, rất là nhân hậu, rất là trong trắng là hay đấy. Xong rồi thế như nào, thế nào là nếu như ta đường mà cô mà gặp một người ăn xin hay là một đứa trẻ lang thang thì cô không thể rời mắt được người ta. Cô phải làm cái gì đó thì cô mới yên lòng được đấy. Chứ nên nó nói như thế thì lúc đó thì mình hiểu thằng này nó là cũng là tốt. Cho nên là nó yêu con mình ở cái đấy. Mẹ cứ bị sốc với chiều cao của anh ấy lần đầu tiên gặp. Cái này chưa hỏi. Cái này chị chưa hỏi mẹ chị bao giờ. Đúng thì nó nói trước rồi. Thì là cao lắm thì mình biết là cao thì vậy thì cao. Thì chuyện đấy thì duyên số thì cũng chẳng nói gì. Hiện tại là anh cao bao nhiêu mét? 7m8 không chị? 2m04. Trời ơi. Mấy mẹ đúng cái trần mình không ta? Nhưng mà khi đã thực sự về làm con của mình là con rể rồi, người ta thường nói là con dâu là con gái nhưng mà con rể là khách, không biết có đúng như vậy không ạ? Không, thì tại vì nó ở xa mà cho nên là mình cũng nhằm thời này là ít con mà, thì mình có lại như con mình hết à? Mình quý như con chứ khó có khách dâu rể gì đâu, mình không quan trọng cái đó. Mình quý nó ngoan thì mình quý thôi. Bao nhiêu tháng mới giờ đám cưới vậy? Bao nhiêu năm đám cưới? Quen nhau xong khoảng hơn 2 tháng sau là phát hiện là có thai. Trời ơi. Thế ra ngoài thì đám cưới luôn. Không, đám cưới chưa, chị chưa muốn đám cưới mà. Mới quá tự nhiên còn chưa biết gì sao mà đám cưới. Sao có bị hoang mang không? Thế giọng có hoang mang. Thế nhưng mà thì anh ấy tốt, thì anh ấy sẵn lòng như hai người. Thế là thì anh ấy chăm sóc thì vẫn hai người ở cạnh nhau. Thế xong rồi. Đủ điều cho mẹ không? Có chứ. Đúng là cảm giác của cô như thế nào cô? Đó là mình nhớ là hồi đi Hàn Quốc. Mẹ đi Hàn Quốc thì nói trên mạng nó nói là mẹ ơi con ho lắm. Mẹ chị nhớ. Con ho lắm mà con mệt lắm. Mẹ về Sài Gòn thì ở lại với con. Dạ. Thì lúc đó thì tại nó trước đó nó kể là có người yêu rồi, mà gặp người yêu rồi thì mình biết. Thì mình nghi chạy là nó ho. Thì ngày xưa thì mình có thai là mình cái vụ đấy. Yeah. Thế là mình nghĩ là có thể là khả năng nó cũng giống mẹ như thế. Về Sài Gòn cái là mình xuống nhà luôn mà con đi con mua quay thử tới chưa thấy. Ra đến bệnh viện Hòa Hảo Hoàn Mỹ này khám này thì mình vào đăng ký bác sĩ là cho cháu nó kiểm tra cái này. Rồi cuối cùng mình nghi mà. Thế nhưng mà kiểm tra thì con mẹ ở trên đó ngồi phòng đấy chỉ chờ kết quả máu thử máu thì có không, thì con ở dưới phòng dưới tay mũi họng thì đi xông họng. Lúc mà chạy vội chạy vào xuống mà có thai rồi thì con xông họng xong rồi. Thì mình lo cái thuốc nó vào á. Thế bác sĩ là thôi không sao cả, một lần là không sao cả thì thôi dừng lại luôn. Lúc đó thì biết thì nó cũng hoang mang, nó cũng không biết gì mà chưa nói cho bên kia.
Nhưng mà Phương thì... là một cô gái rất là độc lập và bản lĩnh nữa. Thanh Thủy cũng nghĩ gì nè, mình là người mẹ cho nên mình có linh cảm rằng là con mình có những cái quyết định trong cuộc đời của nó rất là quan trọng. Mà cũng đã như vậy. Hay đấy. Đúng không? Là nó sẽ hạnh phúc. Và bây giờ rõ ràng là thấy Phương rất đẹp quá, hạnh phúc luôn. Đúng không? Rất rạng ngời. Như vậy là chắc chắn là bạn đang rất là hạnh phúc đúng không? Và rất mỹ mãn với cái hôn nhân của mình và đứa con xinh xắn của mình.